Nếu danh xưng diva vẫn còn đấy gây nhiều không tin với Hồng Dung, Mỹ Linh, Hà Trần thì với Thanh Lam, nó lại là sự cam đoan bền chắc. Không chỉ các nhạc sĩ, ca sĩ bên trên, còn ít nhiều nghệ sĩ khác đều gọi Thanh Lam là diva. Ca sĩ Mỹ Lệ bày tỏ, theo cách nghĩ của cá nhân tôi, người duy nhất tôi công nhận ở đẳng cấp và sang trọng diva hiện tại ở Việt Nam là Thanh Lam. Giọng soprano Khánh Linh thì nói, từ ca sĩ biến thành nghệ sĩ đã khó, biến thành một nữ danh ca đa số chúng ta công nhận lại càng khó hơn. Tôi thấy mình như một quả xanh chưa chín, vẫn đang trong các bước thu thập để hình thành một lối đi. Trở thành một diva như Thanh Lam chắc phải còn dài. Giọng hát trẻ Lê Khoa từng cắt nghĩa, diva Thanh Lam từng là một trong những nguồn cảm hứng không nhỏ cho Khoa. Giọng hát đẹp long lanh từng làm ra kỷ lục chưa từng có. Giọng Lam có các quãng trầm rất đẹp, da diết, thiết tha, các quãng cao thanh mà dường như không gắt, bùng nổ, chứa chan cảm hứng, có thể đưa người nghe tới tận cùng của cảm hứng. Chính nhờ giọng hát đẹp này, Thanh Lam đã vượt qua đồng loạt tên tuổi lớn khác như Hồng Dung, Ngọc Sơn, Thu Phương, Bằng Kiều, Y Mâu, Thùy Dung để biến thành ca sĩ duy nhất đoạt giải lớn bên trên cả giải nhất trong cuộc thi đơn ca nhạc nhẹ cả nước năm 1991 với thang điểm kỷ lục 6 điểm 10 của 6 vị giám khảo. Thanh Lam hát nhạc ngoại. Đây là giải thưởng kỳ khôi đặt ra trong cuộc thi này, dùng duy nhất với tình huống của Thanh Lam, vì có tài năng của cô đã sớm vượt hơn mọi ca sĩ bình thường tại Việt Nam. Giải thưởng này cũng chính là kỷ lục chưa từng có trong lịch sử dân tộc cuộc thi tầm cỡ như vậy. Đến nay, vẫn chưa ai chinh phục giải thưởng đó. Chẳng hạn, trong ca khúc Onenomen Intime, Thanh Lam hát hoàn toàn thoải mái và tự nhiên. Khi nghe màn song ca này, người ta thấy rõ ở Thanh Lam một chất khác biệt lập hoàn toàn với nhiều ca sĩ khác cùng thời. Cái chất này vốn chỉ thấy trước đó ở tình huống của danh ca Bảo Yến.
Sư tử hống của Nhạc Diệp với mạnh mẽ và tự tin khủng khiếp. Nói cách khác, Thanh Lam giống một ca sĩ da màu của Việt Nam. Cô bước lên sân khấu như một hiện thân của Aretha Franklin, Patti LaBelle, Jennifer Holliday hay Whitney Houston, hát bằng sự mang dại, hát chân thật, hát để bộc hết tâm can, không chút che đậy, giấu đi. Thanh Lam càng phô diễn, càng bọn ngát, người ta càng thích, càng mê mẩn, thích thú vì bọn họ biết chỉ cô mới đủ đẳng cấp và sang trọng, có tài năng, kỹ thuật để gia công điều đó. Và bên trên thực tế, chính xác là chỉ duy nhất Thanh Lam mới đủ bản lĩnh để tạo nên các cơn bão sân khấu khủng khiếp nhất mà chưa ca sĩ nào làm. Nói cách khác, hay ca ngợi của So Giang khi đứng bên trên sân khấu cũng tạo nên cảm hứng gần giống của Thanh Lam. Hay, Thanh Lam đã có lần một mình át cả ba diva sót lại trong một lần hát chung. Giọng hát của cô to đột biến khiến người nghe chỉ còn thấy mình cô.